Đây là Dung đang đi mua bánh mì Tuấn quay từ ở trên lầu của khách sạn Đại Hồng. Đang qua đường này, Dung đang qua đường, đang chờ xe. Dung xách cái túi vàng đó. Dung qua đường đã an toàn. So với những năm trước thì Ngã Năm phát triển tốt đẹp, nhà cao ốc mọc lên như nấm. Khách sạn Đại Hồng cũng mới xây được hơn năm nay đưa vào hoạt động và sạch sẽ, giá rất mềm nên Tuấn Trung đã chọn về đây để gần với gia đình, đi bộ cả chừng 500 mét